sáng ngày 26 tháng 2 năm 2023, nhằm ngày 7 tháng 2 năm Quý Mão, tại tổ đình Linh Bửu, ấp Tân Quý, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông, Hòa thượng Thích Thiện Nhẫn, Ủy viên thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Tân Phú Đông, Viện chủ tổ đình Linh Bửu cùng bổn đạo Phật tử đã trang nghiêm tổ chức lễ tạ đàn dược sư cầu nguyện quốc thế dân an nhân dịp đầu năm Quý Mão 2023. Quan lâm chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Ban thường trực Hội đồng chứng minh, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Hòa thượng Thích Hạnh Trân, Hòa thượng Thích Trí Quần, đồng chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Hòa thượng Thích Đạt An, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Chợ Gạo, Hòa thượng Thích Trí Đạt, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Gò Công Tây, Thượng tọa Thích Nhượng Đức, Phó Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Gò Công Tây, Thượng tọa Thích Giác Nguyên, Phó Trưởng Ban trị sự, Trưởng Ban Hoằng Pháp Phật giáo tỉnh, Trưởng Ban trị sự Phật giáo thị xã Gò Công, Đại đức Thích Huệ Phát, Phó Trưởng Ban kiêm Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hòa thượng Thích Bửu Hòa, Ủy viên thường trực, Trưởng Ban nghi lễ Phật giáo tỉnh, Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Gò Công Đông, Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận nhất, thành phố Hồ Chí Minh, Ni trưởng Thích Nữ Minh Châu, chứng minh phân ban ni giới tỉnh Tiền Giang, Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm, Phó Trưởng Ban trị sự, Trưởng phân ban ni giới tỉnh Tiền Giang, Ni trưởng Thích Nữ Huệ Năng, Phó Ban trị sự, kiêm Trưởng Ban kinh tế tài chánh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Chư tôn đức trong Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Chư tôn đức tăng ni trụ trì các tự viện cùng đông đảo quý Phật tử câu hội đồng chú nguyện cho pháp hội. Điều phúc thọ mọi người tiếp đón, chuyện tai ương ai nấy mong qua, vì nghiệp duyên nên cầu nguyện đại tướng dược xoa, muốn an lạc phải quy y Đông Phương giáo chủ. Chư tôn đức tăng ni nhất cứu nhất kệ khai diễn chân kinh kỳ nguyện thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, mưa thuận gió hòa, mùa màng thịnh vượng, thiền môn hưng thạnh, Phật pháp trường hưng, Linh Bửu tự ngày một phát triển vững mạnh trong chánh pháp, đạo tràng Phật tử chùa Linh Bửu phước thọ thăng long, bồ đề tâm kiên cố, đồng kỳ nguyện chư hương linh ký danh anh hùng chiến sĩ vị quốc vong thân, những chiến sĩ áo trắng cùng nạn nhân dịch bệnh đều nương nơi dược sư đàn này mà sanh về lạc cảnh. Pháp hội dược sư được sự chứng minh của chư tôn đức và sự gia trì của đại chúng đã góp phần linh thiêng thành tựu như pháp. Từ đó có thể khẳng định lễ cầu an bổn mạng đầu năm của Phật giáo là lễ hội văn hóa tâm linh của dân tộc, là nghi lễ thiết yếu không thể tách rời quần chúng trong đời sống xã hội ngày nay. Tại pháp hội, khi người Phật tử tụng kinh dược sư cần có niềm tin mãnh liệt với 12 đại nguyện của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, từ đó phát tâm dũng mãnh trên con đường thực hành Bồ Tát Đạo, từng bước đi vào thế giới tịnh lưu ly của Đức Phật Dược Sư. Sau lễ tụng kinh cầu nguyện, Ni Sư Thích Nữ Diệu Nhật đã thay mặt đạo tràng chùa Linh Bửu dâng lễ thác bạch cúng dường lên chư tôn thiền đức chứng minh, xin nương nhờ oai lực của 10 phương chư Phật và sức chú nguyện của chư tôn đức cầu an và cầu siêu cho gia đình quyến thuộc, cầu nguyện cho đất nước thanh bình, người dân no ấm, an cư lạc nghiệp. Ban đạo từ tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã tán thán công đức thiết lập đàn tràng dược sư của Hòa thượng trụ trì cùng toàn thể Phật tử đạo tràng, thực hiện đúng theo tinh thần công văn của Trung ương Giáo hội về việc tổ chức nghi lễ nguyện cầu bình an trong dịp Tết cổ truyền Xuân Quý Mão năm 2023. Đồng thời Thượng tọa cũng giải thích ý nghĩa của trai đàn dược sư Thất Châu, khuyên Phật tử nên tu tập và cầu nguyện theo tinh thần chánh pháp, đem lợi lạc cho tự thân và mọi người. Cầu hồng ân chư Phật gia hộ quý chư tôn đức tăng ni cùng nam nữ Phật tử được sức khỏe an khang trong ánh sáng từ bi của chư Phật.